Bác em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Ở trong video ngày hôm nay thì bác nào xem qua video thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em luôn nhá. Và anh em nào có nhu cầu mua hàng qua điện thoại trực tiếp giúp em bên cơ sở 2 thôi nhá. Các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Xin cảm ơn tất cả anh em. Vâng ạ, ngày hôm nay thì thực sự là chắc chắn là em khi bán cái lô loa này lên thì không biết bao nhiêu lâu nữa các bác mới gặp lại được cái lô loa như thế này. Đây là loa bãi các bác. Đây là loa bãi chứ không phải là loa mới. Đấy, điều đầu tiên em nói các bác, đây là loa bãi chứ không phải là mới. Hàng còn nguyên của bên kia về luôn. Đấy, tất nhiên là những cái dòng loa bãi này mà ở những nước tư bản thì bao giờ nó cũng sẽ gì ạ? Chất lượng nó sẽ cao hơn ở loa ở Việt Nam, không nhá. Xin chào tất cả mọi người, đây là loa Microlab Solo 1. Đấy các bác nhá. Microlab Solo 1. Microlab thì nó quá nổi tiếng rồi đúng không ạ? Bác nào đã từng nghe Microlab thì chưa ai chê về Microlab đúng không ạ? Tiếng rất là ok, tầm chắc hay. Đúng không ạ? Vâng, nhìn này, loa về này, còn nguyên bụi của bên chất bãi luôn các bác nhá. Đấy. Đó. Và con này nó là Microlab Solo 1, bát của nó là bát 13 và một chép đôm, rất là to các bác nhá. Ok chưa các bác? Đấy, chép đôm rất là to. Đó, bên em có đề căng các bác em đầy đủ các bác nhá. Em đã bọc lại cho các bác đầy đủ hết rồi. Bọc lại ngon lành rồi. Đấy. Của nó là gì ạ? Solo 1, một bát 13 một chép đôm. Đằng sau nó có công suất đầy đủ các bác nhá, có bát chép đầy đủ các bác muốn mà to này. Đấy, mở rất tiếng rất là mềm, rất là hay, rất là sâu. Đấy, Microlab rất là hay các bác nhá. Đấy, Microlab rất là hay. Đấy. Có công suất ở trong này, có bát chép tăng chỉnh này và nó chạy công suất từ con này sang con này luôn, chạy luôn. Đấy. Những bác nào mà đang có ý định mua một cái bộ loa nhỏ nhỏ để trong phòng để nghe tí tách thì dòng Microlab nó quá hay rồi đúng không ạ? Không phải suy nghĩ rồi. Đấy. Mua về chơi trong phòng rất là hay, rất là tiết kiệm được tiền. Thứ hai là gì ạ? Nó tiết kiệm không gian. Đấy. Và những bác nào mà có nhu cầu mua cái loa này về làm loa trả lời hay có như loa center thì dòng này nó có công suất sẵn rồi, chỉ việc cắm dây tín hiệu vào là chơi thôi, khỏi cần phải mua cục công suất, cục đẩy cũng đất gì nữa. Đấy, con này tiếng nó rất là hay. Đây em mở cho các bác nghe thử nha. Đây. Đây. Các bác nghe thử nha. Đây em mở to lên này. Rất là hay các bác nhá. Rất là chắc. Đấy. Tiếng rất là chắc, rất là hay các bác nhá. Đấy, bác nào về làm lào trả lời cũng được luôn, hát karaoke phòng nhỏ nhỏ, trả lời rất là hay. Bác nào mà muốn nghe Boreno nhẹ nhàng trong phòng ấy tuyệt vời mà trời luôn, không phải suy nghĩ. Và một đôi, có nghĩa là một bộ công suất như này và một loa tay. Cái loa tay này nó không có công suất các bác nhá. Cái dòng này nó không có công suất, gọi là loa tay. Thì em đang bán là 1 triệu mốt bao ship cho anh em luôn. Đấy, nó đắt nó là ở cái cục công suất này. Về cục công suất này có thể các bác thích lai sang cái loa nhỏ hơn cũng được. Đấy cũng nhá. Các bác có thể thích loa thành loa chép hay loa chung nữa trước thì các bác lai được luôn. Thì nó có công suất rồi mà. Đấy. Thì em đang bán cho các bác là Microlab Solo 1 này, là một cục công suất này và một loa tay là 1 triệu mốt một bộ này. Bao ship các bác nhá. Tất nhiên nó có e-căng đầy đủ các bác nhá. Đây nó có e-căng đầy đủ này. Đấy. 1 triệu mốt một bộ này, bao ship cho anh em luôn. Đấy, nó có tổng tất cả là 4 bộ các bác nhá. Tổng tất cả là 4 bộ. Đấy, 4 bộ với nhau này. Còn nó đây, nó có 3 quả này các bác nhá. 3 quả này nó là cục công suất rồi. Đấy. Nó có công suất ở trong rồi các bác nhá. Đây là một số các cái loa ở bên kia, nó dây dạo nó về nó cắt đi để cho nó lòng thòng nên là em phải lối lại các bác nhá. Lối lại như các bác em tâm ý, em sẽ lối đẹp cho các bác luôn. Đây chỉ lối để cho nó chạy thôi. Em sẽ bọc lại cho các bác ngon lành. Đây ạ. Công suất này nó có đầy đủ công suất đằng sau rồi. Có thể lai từ loa cục công suất này sang loa khác. Các bác mua về làm loa trả lời của loa center. Đấy. Rất tuyệt vời, hoặc nghe nhạc cũng ok luôn, bởi vì nó ra cả bát cả chép rồi. Một chiếc này nó ra cả bát cả chép đầy đủ cho anh em luôn. Đấy. Con này một chiếc này nó có công suất rồi thì nó sẽ ra cả bát cả chép đầy đủ các bác nhá. Đấy. Chứ không phải là một cục số bát đâu các bác nhá, nó có ra cả bát cả chép đầy đủ, nghe một chiếc cũng được luôn ạ. Nghe một chiếc cũng ok. Thì là còn ba chiếc này lo lẻ lẻ các bác nhá. Em bán cho anh em giá là 650.000 một cục. 650.000 một cục, có công suất rồi, nó có cả bát cả chép đầy đủ các bác nhá. Ra bát chép đầy đủ luôn. Đấy, không có tay các bác nhá, không có tay. 650.000 một cục này, em bao ship cho anh em. Ok chưa các bác? Đấy. Các bác đi qua kênh thì có nhu cầu mua hàng thì gọi điện thoại trực tiếp giúp em các bác nhá. Bên cơ sở 2. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi.